Dạ, em mong muốn mỗi người bạn nam của em là một người chững chạc, cũng sống tình cảm và yêu thương gia đình chung thủy. Nói chung là phụ nữ đa phần thì ai cũng thích lãng mạn một tí xíu. Em ơi, em nghĩ sao em? Bạn nam? Dạ, em nghĩ rằng chắc là không đến nỗi là khô khan quá đâu chị. Em cũng là người sống khá tình cảm với chị. Tình cảm khác mà lãng mạn khác nha cưng. À, cũng em nghĩ là cũng đến ở mức gọi là trên trung bình ấy chị. Ờ vậy hả? Dũng muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Em nghĩ là người đó thì nói chung là chăm làm và chăm học và đồng thời có tính trách nhiệm, giàu tình cảm. Nhưng mà 30 mấy tuổi rồi học gì nữa em? À không, thì em nghĩ rằng mình cũng vẫn đôi khi mình vẫn phải nâng cao lên một chút và đồng thời mình cũng phải biết thay vì mình cứ chẳng hạn lướt Facebook thì mình khi đó thì mình nên đọc một cái gì đó nó tốt hơn chứ đừng lãng phí thời gian như vậy. Em tên là Nguyễn Thế Dũng, 41 tuổi, thì là em sinh ra ở Hà Nội nhưng mà hiện tại thì nhà em đang ở Sài Gòn. Em đang làm trưởng phòng cho một công ty vận tải ở quận Nhất. Em ở Sài Gòn ở với ai Dũng? Em có nhà riêng, em ở một mình, em ở một mình đôi khi thì ở. Dạ. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa Dũng? Em ở Sài Gòn 20 năm rồi chị. Dạ. 41 tuổi rồi mà chưa có vợ à? Cuộc sống cũng đôi khi là cái sức khỏe của em nó không được tốt lắm ạ. Trước đây em cũng có một cái đi làm nó tai nạn một tí, thế nên là em mất một thời gian để chữa trị ạ. Sau khi mà chữa trị xong thì nó cũng hơi trễ tí, hơn nữa là em cũng mải học. Tại vì em cũng học hai trường, ngoài ra cũng đang tính học cao học nữa, đang đăng ký học cao học xong rồi thì cái sự kiện nó xảy ra như vậy thì em phải dừng. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ, em xin kính chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào bạn đang phía bên kia và xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Đặng Thị Thu Vân, năm nay em 38 tuổi, hiện em đang làm quản lý tại ở một trường mầm non. Em quản lý có nghĩa là em làm hiệu trưởng, hiệu phó hay là... Dạ, nó giống như là quyền hiệu trưởng vậy đó chị. Vân có mấy mối tình rồi Vân? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì chính thức là 3 mối tình ạ. Rồi cái mối tình của em sao? Mối tình đầu tiên của em là em quen thời em năm đó là em 22 tuổi. Và đã cái mối tình sau cùng là em chia tay được bao lâu rồi? Dạ, em chia tay cách đây cũng lâu rồi chị. Dạ, cũng 7-8 năm rồi. Rồi, bên kia là có 3 mối tình, còn Dũng dạ. Mấy mối tình? Dạ, em được 2 mối tình, nhưng mà tại vì hồi đó thì em cũng xác định là phải là xong là dạ. Em tại vì em muốn tính học cao học xong thì em mới là lập gia đình. Không ngờ là nó bị té, nhưng mà thực ra té thì nó cũng nhẹ thôi, nó vấn đề chẳng hạn nó liên quan cái đĩa đệm một chút. Thì cũng tại mất thời gian điều trị nó và đồng thời nó cũng cái công việc của mình nó cũng không được như ý muốn của mình. Nên chính vì vậy mà em cũng tạm thời dừng cái việc đó. Như 2 mối tình tạm dừng luôn. Dạ dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào? Em thì chăm học chăm làm, không hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không chơi game. Điểm yếu của em thì đôi khi hay mất ngủ tí. Ừ, còn em thì sao? Ưu điểm của em chắc là hoạt bát, vui vẻ, dịu dàng, với lại nhạy bén. Dạ. Còn khuyết điểm của em là thỉnh thoảng em hơi hậu đậu tí xíu, hay quên. Rồi em mong muốn cái người đàn ông của em là phải như thế nào? Dạ, em mong muốn mỗi người bạn nam của em là một người chững chạc, cũng sống tình cảm và yêu thương gia đình chung thủy. Nói chung là phụ nữ đa phần thì ai cũng thích lãng mạn một tí xíu. Em ơi, em nghĩ sao em? Bạn nam? Dạ, em nghĩ rằng chắc là không đến nỗi là khô khan quá đâu chị. Em cũng là người sống khá tình cảm với chị. Tình cảm khác mà lãng mạn khác nha cưng. À, cũng em nghĩ là cũng đến ở mức gọi là trên trung bình ấy chị. Ờ vậy hả? Dũng muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Em nghĩ là người đó thì nói chung là chăm làm và chăm học và đồng thời có tính trách nhiệm, giàu tình cảm. Nhưng mà 30 mấy tuổi rồi học gì nữa em? À không, thì em nghĩ rằng mình cũng vẫn đôi khi mình vẫn phải nâng cao lên một chút và đồng thời mình cũng phải biết thay vì mình cứ chẳng hạn lướt Facebook thì mình khi đó thì mình nên đọc một cái gì đó nó tốt hơn chứ đừng lãng phí thời gian như vậy. Nhiều khi lướt Facebook cũng là học làm sao? Dạ không có, là thường Facebook của mình thường là thông tin không ạ, người ta gọi là thông tin chứ không phải là tri thức. Cái thông tin nó mới cập nhật được chứ em. Dạ, thông tin thì thường nó rất là giờ xã hội rất là nhanh chị, gõ một cái là ra hết ạ. Cũng không cần thiết phải lướt hàng ngày. Thì cái thông tin đó trên Facebook là mỗi ngày mỗi cập nhật chứ bộ. Dạ không sao, nói chung là cái vấn đề nó tranh luận hơi dài á. Em nghĩ là thôi được rồi, có thể mình không cần xoay sâu vấn đề đó. Ví dụ như chị nói một cái câu ngôn tình nhất mà em có thể dành cho người yêu của em là một cái câu tương đối như thế nào? Em rất là thích một cái người gọi cái người mà sẽ sống với em gọi là người bạn đời. Tức là chẳng hạn như em nói chuyện em nói bạn đời ơi hả? Hay sao? Không, ý em nói là em trong lòng của em tất nhiên em cũng khó nói ra lúc này tại vì thường là em cũng ít khi mà để ý cái chuyện thơ lắm.
Nhưng mà thường em nghĩ rằng là cái cảm nhận con người đôi khi mình không nói ra được. Chị nói ví dụ đi, ô bà xã ơi, hay là cục à, không, cái đó thì dễ ạ. Cái đó bình thường ạ. Ví dụ như người ta thường nói là cơ thể chúng ta 70% là nước, còn với anh 100% trong trái tim là hình bóng của em. Đó, ví dụ gì đó, đó, một cái ngôn tình như vậy đó thì chắc là hỏi câu hỏi hơi bất ngờ, em cũng chưa nhưng mà em nghĩ rằng là chắc chắn là em không thiếu cái chuyện đó đâu. Dạ, chắc chào cô giáo. Dạ. Chào cô hiệu trưởng. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em rất là dễ bị cuốn hút bởi một cái người đàn ông thông minh nhưng mà phải hài hước tí xíu. Dạ, một cái người mà có cái hướng suy nghĩ tích cực, lạc quan. Dạ. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Nó giống dạng như là ông Cao Thắng vậy. Được rồi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, với đúng dì rồi, và chị dâu của em ạ. Mẹ. Chào cô. Cô ăn bữa nay nó lên, nó góp ý này thì thấy cũng dễ, thấy chú này thì cũng được. Dạ. À, thôi giờ nhường quyền cho con đi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mẹ, cảm ơn dì. Ta đi với ai Dũng? Dạ xin lỗi là hôm nay á, tại vì em ông anh thì lại đang mắc công việc. Còn em mới chuyển qua công ty này thì bên công ty em là ngành vận tải, mà các anh em đi làm công trường hết nên không tiện là cho ai. Nhưng mà em yên tâm một điều là nhà em ở khu vực này thì tại vì dù sao khi quen là thế nào có dẫn về nhà. Rồi em ở đâu là cả một cái khu và công ty người ta có, người ta đều biết. Ok, bây giờ mình kéo rào. Đúng rồi, quyết định mở rào nha. Cho hai bạn có thể trò chuyện với nhau. Mở rào. Cười liền cho chị. Dạ. Rồi đó. Dạ xin chào. Bây giờ là chuyện của Dũng đó Dũng. Dạ. Đến với chương trình thì anh có một bó hoa. Dạ. À, tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ có một quyển sách. Cái quyển sách này của anh, trong nhà anh có khoảng 1.000 cuốn. Xin lỗi là anh không có đi mua nhưng mà dạ. Cái này anh mới đọc có 1-2 lần nhưng mà 1.000 cuốn thế nên là anh cho em 3 cái này. Mong rằng em cũng thích tri thức là một, và thứ hai nữa là tiêu đề của cuốn sách này á thì nó nói là hôm nay chúng ta có thể thay đổi hay không thì dạ. Chúng ta sẽ có một cái kết quả. Dạ em cũng rất là thích đọc sách ạ. Chào dạ. Em. Dạ hôm nay đến với chương trình thì em có chuẩn bị một món quà. Cái này là một bức tranh mà do em tự vẽ. Cái ý nghĩa bức tranh thế nào em? Dạ cái bức tranh này là hand in hand, có nghĩa là tay trong tay. Một cái người mà phù hợp với mình thì sẽ nắm tay nhau về nhà. Ok, chắc cho anh hỏi trước ha. Dạ. Em cảm thấy anh sao? Qua những gì anh chia sẻ nãy giờ thì em thấy anh là một cái người có tri thức. Và em cũng rất là thích một cái người mà thông minh. Ok, dạ. Cảm ơn em. Nhưng mà em là con gái Sài Gòn thì em rất là thích kiểu như hồi nãy giờ em cũng chia sẻ là hơi lãng mạn một tí xíu. Đàn ông cũng dễ chịu tí xíu với em. Tại vì tuy là em lớn tuổi nhưng mà đôi khi là em cũng hơi hậu đậu tí xíu và hơi vụng về tí xíu. Anh nghĩ rằng là chắc là anh cũng không thiếu đâu. Okay, tạm thời tại vì anh cũng đang nói chung là đặt nhiều công việc nhiều hơn thôi. Yeah. Nhưng mà khi mình có đối tượng thì chắc chắn là, mà đồng thời đó là mục tiêu cuộc đời mình thì chắc chắn thì mình cũng phải đầu tư thôi. Và đồng thời mình cũng phải thay đổi nhất định thôi. Cái đó không khó đâu em. Không biết là anh cảm nhận như thế nào về người đó nhỉ? Anh cảm thấy là em hiền và đồng thời em chưa thể hiện được cái nét của em có. Anh nghĩ như vậy. Không, chứ em hiền. Em thì em không, tại vì em là quản lý một cái trường mầm non và... Em hồi nãy giờ em chia sẻ những gì mà em nghĩ và em lắng nghe. Em lắng nghe nhiều để em cảm nhận được cái bạn đang tương tác với mình như thế nào. Là em đã bộc lộ rồi đó ạ. Chứ không phải là em chưa bộc lộ rồi. Dạ. Anh thì lên đây cái đèn này nó hơi chói tí, cảm giác nó hơi nóng nóng. Dạ. Sao nó cũng không, đôi khi thể hiện nó chưa được tự nhiên. Nhưng mà dạ. Nó thể hiện một, nếu để bình thường một cách tự nhiên thì anh cũng thể hiện là khá là tốt. Còn theo em thì cái mình hẹn hò thì theo em nghĩ là thời gian bao lâu thì sẽ là đủ? Cái tuổi của em với anh á là bây giờ cũng đã lớn rồi. Nếu mà mình cảm thấy phù hợp thì nó sẽ rất là nhanh. Cái tuổi nó không có đợi. Nó không có đợi chờ mình được nữa. Với anh thì cần 3 đến 6 tháng là xong rồi. Dạ. Nhanh. Anh thì thích quyết định nhanh thôi. Nói chung là mình khi mình đã thấy cảm thấy thích mình tiến đến phải hành động. Có vậy. Em thích một cái người đàn ông mà như hồi nãy em có chia sẻ là hiểu chuyện, nhưng mà ví dụ như một cái người mà em cảm thấy như thế nào em không diễn tả được. Như nãy em nói là vui vẻ, hài hước. Đúng rồi đó. Vui vẻ, hài hước mà dễ gần á. Mà em thì em cảm giác ở đây bây giờ là em có phần hơi bị khớp, hơi bị sợ sợ. Tại vì em thấy có vẻ là anh phong khó. Cách của, hai cái phong cách của anh và em. Em chưa hiểu anh thôi, nhưng mà nếu mà hai cái phong cách của anh và em nó hơi khác nhau xíu. Nhưng mà thực sự nếu mà mình khi mà bỏ đi những cái rào cản về phim trường và bỏ đi những cái rào cản gì nó mang tính...
thuộc về chương trình, hoặc là thì khi đó là mình, anh nghĩ rằng anh hiểu em không khó đâu, và đồng thời là em nghĩ rằng khi đó em sẽ nhìn thấy anh ở khác, một con người khác, chứ không phải cái kiểu như ông Bắc này hay là nọ kia, nó khác hoàn toàn. Dạ, em rất là sợ một cái người mà khó tính. Anh hoàn toàn không khó tính. Dạ. Cái ngay cả vấn đề anh nói là Facebook gọi là lướt thôi, thực ra thì anh thử đặt vấn đề tí thôi, chứ còn thực ra thì đôi khi thì ai cũng có lướt tí, nhưng mà quan trọng là mình đừng có dành quá nhiều thời gian. Thế này nè. Dạ. Anh hiểu câu chuyện nãy giờ cô giáo nói rồi, tức là thế này, đôi khi em học nhiều quá em nó hơi cứng, cô cũng muốn an tâm hơn là nhẹ nhàng hơn. Thực chất trong lòng của chàng trai này anh biết rằng cũng suy nghĩ như thế, nhưng mà nó chưa có thể hiện ra ngoài. Một chút gì đó nhẹ nhàng lãng mạn ha, để có thể lắng nghe nhiều hơn. Anh thấy rằng cô gái đang suy nghĩ. Anh nghĩ rằng là mình cứ anh nghĩ là cứ nên bấm đi, em sẽ tìm hiểu, em sẽ thấy rằng chắc là anh cũng không nên nói đâu. Nên bấm đi. Em có thể hát tặng cô gái bài hát thoải mái lên nào. Quan trọng là em chứng minh cho cô gái biết mình rất là mình là một người đàn ông rất là lãng mạn. Lãng mạn. Em xin bắt đầu ạ. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơ mát. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi, nét xinh áo lùa thơ ngây. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một phút gieo ca vui cùng em. Lên đây thì cũng hơi run đấy. Cảm ơn chị. Chúng ta thật sự kiểm tra con tim của mình. Và khi bấm, phải bấm bằng cả trái tim. Bấm phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không bấm vì điều gì nha các bạn nha. Khi chúng ta bấm, chúng ta phải quyết định có trách nhiệm với điều đó nha. Tất cả đều lớn hết rồi. Đừng để cái gì mà xung quanh nó gây áp lực chúng ta. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Hết thời gian. Cô giáo không bấm. Em có thể nói hết những suy nghĩ của mình đi. Em là người rất là tâm lý. Tại vì cô giáo mầm non thì em được học rất nhiều về tâm lý. Khi mà em tiếp xúc và em nói chuyện với lại một người đối diện thì em có thể hiểu người đó và em có thể nhận xét người đó. Nếu như mà em cố gắng một chút, anh nghĩ rằng em sẽ chiếm được cái nút bấm đó. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitarari do Vina Cacao sản xuất. Vitarari xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Dạ, em cảm ơn chị. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, cảm ơn các bạn đã đến với Đặng Muốn Hẹn Hò. Chúng tôi cũng rất tiếc vì cặp đôi thứ hai không bấm nút. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm được nửa yêu thương.